Vì sao bác lại biết đến cái con này bác? Vì sao bác lại biết đến cái con Sony 1000XM3 này? À không, tôi xem ở trên mạng đây à, đây nhiều lắm. Tôi là bác, như thế là bác dành công nghệ đấy. À không, thì tôi biết rồi, tôi không thì bác, tôi bác năm nay bao nhiêu tuổi? 85 tuổi. Wow. Tôi xin lỗi, nếu mà nghe nhạc bóng đèn thì tôi là người chơi bóng đèn từ lâu rồi. Dạ. Vâng. Bóng đèn từ lâu rồi. Cho nên cái này tôi dùng sở dĩ tôi bây giờ là vì đấy, anh xem cái này nó cũng cũ rồi thì như vậy, tức là tôi cứ dùng cũng vẫn cứ dùng thôi. Thế nhưng mà giả dụ tôi có hôm trước đây độ mấy tháng ấy, thì tôi quyết định là tôi mua thay cái này, tức là mua cái loại to hơn đấy, và nó cũng loại tốt hơn thế này. Thế nhưng mà hôm mấy vừa rồi tôi lại đọc lại những cái này, tôi đọc một loạt chứ không phải đọc riêng cái này đâu. Tôi lại so sánh giữa cái này và cái khác. Tức là xem ở trên mạng thì tôi đã xem nhiều rồi. Dạ. Nhưng mà tôi chưa nhìn thấy thực tế và chưa nghe được nghe. Đấy thì hôm nay bác nhìn thấy thực tế rồi, bác được đeo rồi, bác thấy thế nào? Nhưng mà bác thấy nghe thì không nghe thế này chưa đủ. Chưa nghe thế này, tôi vừa nghe anh cái tiếng bass nó chưa lên. À vâng, đấy. Mà anh biết rồi, nghe những nhạc này thì tiếng bass nó phải lên. Dạ vâng. Không đòi hỏi nó mạnh thì cũng phải cân đối. À dạ vâng. Chứ tôi cũng không đòi hỏi, nhiều người thì rất tiếng bass phải rất mạnh. Thanh niên thì thích. Tôi thì tôi cũng thích tiếng bass nhưng mà nó phải vừa bác thôi. Ơi, bác như thế là quá rành luôn về công nghệ đấy. Là vì gần 90 rồi mà internet tin được nhất các thứ. Không, tôi vẫn đọc. Vâng. Bác hay không. Bác hay đọc báo công nghệ nào? Không, tôi đi xem. Tôi thấy cái gì, chẳng hạn như cái này nhé. Tôi giờ tôi cứ tra chữ tai nghe không dây, tất cả nó hiện lên hết. À đấy ạ. Tôi tra ở cái chữ tai nghe không dây cơ mà. Dạ. Thế thì như vậy, tức là tất cả xong đó, xong cái chung rồi. Tôi mới xem là của cái hãng của Sony của Nhật này như thế nào, hãng của Đức thì như thế nào, vân vân, một vài cái hãng mà tôi đã biết rồi. Thế là tôi xem, chứ còn tôi loại những cái gì mà tôi ít biết, ít nghe từ trước đây tôi không dùng mấy thì tôi không tra làm cái gì. Nhưng mà tôi tập trung tôi xem vào Sony này. Tôi hay tra nhất là Sony này, Marang này, của Nhật, thì còn nếu của Đức nữa thì cũng tra một vài cái. Bác có biết hãng nào của Đức không? Hai sao không, tôi dùng rồi, tôi dùng mãi rồi. Cái hãng là tiếng nổi tiếng, tôi dùng. Dạ, vâng. Nhưng mà tôi dùng nó to này. À vâng. Tôi không phải chưa dùng nó này, tôi có xem nó nói, có nói, nhưng mà tôi chưa kịp xem được, là vì cái loa của Đức thì cái loa to này nó giá trị từ lâu lắm rồi. Dạ. Này, trước đây tôi đã dùng mãi rồi, nhưng mà cái gì anh biết rồi, chơi nhạc là nó tốt lắm. Cứ chơi được một thời gian lại chán, lại muốn thay cái khác. Vâng, nâng cấp ạ. Không phải nâng cấp, không phải là nâng cấp mà chỉ thay đổi. Vâng, đổi gu. Vâng. Đấy, cho nên được thì nó tôi xin lỗi, tôi cũng thay loa nhiều lần lắm. Dạ. Chứ không phải là vì tôi tuổi này có mất tuổi hết. Vâng. Thế bác ở nhà bác đã dùng bao giờ, bác đã dùng tai nghe không dây lần nào chưa? Tai nghe không dây thì loại to thì tôi dùng rồi. À, lại chụp to, lại chụp to rồi. Còn cái loại kiểu nhỏ nhỏ như này nói thì chưa dùng bao giờ. Nhưng chưa mà bác cũng gần đây bác cũng mới tìm hiểu đúng không? Vâng, tôi mới tìm hiểu gần đây thôi, mới trong một vài tuần này thôi, chứ tôi không chưa tìm hiểu lâu đâu. Nhưng còn tai nghe không dây của Đức thì tôi có cái của Đức tôi vẫn nghe, nhưng mà bây giờ nó cũng cổ rồi. Cái chất lượng âm thanh nó không được bây giờ. Nó không phải là nó kém, nhưng mà nó không kém so với cái thời đó. Vâng. Chứ còn nó nghe so với bây giờ thì nó thay đổi hơn nhiều. Dạ, vâng. Thì càng ngày công nghệ nó càng cao lên, nó càng nâng cấp hơn, nâng cấp lên. Nó hay hơn. Chẳng hạn như là những cái tai nghe này ngày xưa ấy, làm sao mà tiếng bass nó lên. Dạ. Tôi lên cái này, những cái loại như bé như thế này mà cũng ngày xưa không có nút tai nghe đấy. Dạ. Nhưng mà làm sao mà nó lên được. Dạ vâng, đúng rồi. Bây giờ thì nó khác. Đấy, hôm nay mà thế là vô tình gặp bác đến, bác sửa tai nghe, bác chia sẻ. Không chia sẻ thông tin này, tai nghe bác sửa. Tai nghe sửa. Anh nhớ tôi có cái dạ vâng, cháu hốt bác khi yên tâm, bác để đây là cháu sẽ cái micro lưu lại hết ạ. Dạ. Cái micro cơ. Vâng, đây cái micro của bác đây, vẫn ở đây. Vâng, đấy, bác còn đặt vào. Mai anh gọi rồi. Dạ vâng, thế cháu cảm ơn bác nhá. Vâng ạ, khi nào bác qua bác lấy thì bác nghe thêm chi tiết hơn con này nhá. Dạ vâng ạ, cháu chào bác ạ. Dạ.